Tiếp theo combo 48 nha quý vị. Combo này có một cây sâm núi trái nha. Sâm núi trái có chậu luôn, 300k bao cái chiếc. Anh nào mua chuyển trước 100, còn lại chiếc bơ thu hộ nha. Cái chậu này tôi đóng gói cẩn thận mà đi mà có bể á là không có đền nha quý vị. Hôm nay làm gì nóng quá, trong người khàn tiếng luôn à. 300 hả quý vị ha, có chậu luôn nha, đi mà bể là không có đền nha, tôi đóng kỹ lắm á. Bao trước rồi nói trước để có gì không có vui buồn hả quý vị ha. Rồi xuống quý vị ơi.